cho các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm hoa cẩm chướng. Để làm hoa cẩm chướng thì mình gồm có những cái nguyên liệu giống như hoa hồng và những hoa trước giờ mình đã từng học. Nó gồm có đất Nhật để làm chuyên làm hoa. Các bạn cũng có thể sử dụng đất nhị kết hợp với đất Nhật hoặc dùng riêng đất nhị để làm hoa cũng được. Chúng ta sẽ dùng thêm màu để trộn vào đất là màu dầu. Màu dầu thì nó sẽ có màu theo set tiếp nhỏ và những cái loại màu tiếp lớn giống như vậy. Khuôn cắt thì nó sẽ gồm có hai loại là khuôn cắt tròn và cẩm chướng đơn. Nếu mà các bạn có thêm được những cái khuôn đài ngôi sao giống như vậy thì tốt. Về dụng cụ thì mình sẽ sử dụng hai cây này trong bộ bốn cây làm hoa, kèm thêm là kem, một kem để hỗ trợ, kem làm mềm, keo sữa và kem bù đất, keo sáp để quấn cành. Kẽm thì mình sẽ sử dụng hai loại kẽm là kẽm nhỏ để làm lá và kẽm lớn để làm thân. Trước khi mà chúng ta cán đất thì chúng ta sẽ trộn màu vào đất tùy thích. Sau đó các bạn sẽ ép dẹp một đầu để chúng ta dễ đưa vào máy hơn. Cán hoa cẩm chướng thì chúng ta cũng cán ở mức số 2, nhưng mà trước khi cán mức số 2 thì mình sẽ cán mức số 3 trước. Phần dư các bạn cắt bớt nó đi để nó đỡ tràn cho cái nến. Sau đó quay lại chỉnh mức số 2. Sau khi mà chúng ta cán đất xong thì các bạn nên miết đất cho nó mỏng và đều. Trước khi mà mình cắt cánh hoa thì các bạn nhớ là bôi một ít kem bù đất lên trên cái khuôn cắt để chống dính. Khuôn nhỏ nhất thì tùy theo các bạn, nếu mà mình muốn làm những cái hoa mới nở thì các bạn cắt 4 hoặc là 5 cánh, còn hoa nở rộ thì cắt 4 cánh rồi chúng ta sẽ đi size lớn hơn là 3 cánh. Size to nhất thì các bạn cũng đi 2 hoặc là 3 cánh, tùy theo mình muốn là hoa to hay là hoa nhỏ. Sau khi cắt cánh xong rồi thì mình sẽ lấy cái phần đất dư ra. Sau khi mà các bạn cắt cánh hoa xong thì mình sẽ miết cái phần cánh cho nó mỏng. Các bạn miết đều cái viền cánh cho nó mỏng là được. Sau đó mình sẽ lấy một ít đất cùng màu. Nhúng một ít keo sữa.
dùng cái keo bấm hoặc là kéo có cái mũi nhọn cắt cái cánh hoa ra làm ba đường. Sau đó chúng ta sẽ cắt răng cưa cho nó. Các bạn sẽ dùng cái cây dụng cụ có cái đầu thon nhọn giống vậy mình nâng cánh. Trước khi mà mình nâng thì mình sẽ dùng cái cây tạo gân để mình tạo gân trước. Chúng ta sẽ dùng cái cây này mình mang cho cắm con lượn hẳn lên. Sau đó mình lấy một ít cây sữa mình dán lên cái phần mắt mà mình quên mới nãy. Các bạn quấn nút cho nó tròn lại. Phần này thì các bạn bẫy cho nó ngược ngược ra. Mình bắt nó cho nó. Tương tự những cánh tiếp theo mình cũng lăn cánh và làm gân giống tương tự như mình đã hướng dẫn. Sau khi mà các bạn lăn cánh giống như vậy, các bạn hơi ở ngoài cái hơi hơi một chút xíu để cho cái cánh nó hơi ráo thôi, đừng nên hơi cho nó khô hẳn. Lấy một ít cho sữa dán vào cái phần dưới của cái cánh hoa, sau đó các bạn tiếp tục ráp. Cánh tiếp theo thì mình ráp cho nó nhít hơn cái cánh đầu tiên một chút xíu, nó cao hơn một chút. Như vậy là mình đã xong được một cái hoa cẩm chướng vừa mới nở. Kỹ thuật thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm hoa cẩm chướng khuôn tròn nè. Các bạn cũng cắt viền cánh, nhưng mà các bạn lưu ý là mình cắt ngắn thôi, các bạn đừng có cắt sâu quá. Sau đó mình cũng sẽ làm gân đang cho cái cánh hoa của mình nó cong lên. Sau khi mà các bạn lan đều thì nó sẽ ra được cái hoa giống như thế này.
tương tự mình cũng ráp giống như cái cảnh chứng đơn. Tiếp theo mình sẽ dán cái size lớn hơn một xíu. Rồi các bạn ở dưới các bạn bóp cho nó hơi sát vô một tí. Như vậy là được. Tương tự ở dưới này mình bôi một ít cơ sở. Như vậy là mình đã xong được cái hoa cảnh chướng tròn. Và các bạn nếu mà mình thích hoa nó nở ra hơn nữa thì mình sẽ cắt thêm một cái size lớn hơn và hoa của mình sẽ nở to ra hơn nữa. Đối với những cái cánh lớn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mo. Các bạn cắt thì mình lưu ý là mình cũng đừng có cắt sâu quá. Cái tạo lông này mình đăng cho cái cánh hoa mình nó cong. Các bạn nên hơi mạnh tay một tí ở cái phần vì cánh này cho cái đường mà mình đã cắt nó cong tự nhiên hơn.
đây là cái hoa cẩm chướng mà mình đã ráp xong những cái cánh lớn ngoài cùng rồi. À, như các bạn cũng thấy là nó sẽ tròn đều xung quanh giống như vậy. Và giữa khoảng cách giữa các cánh nó sẽ không quá khít. Và nếu mà các bạn muốn cho cái hoa của mình nó nở rộ hơn thì đẹp hơn thì mình thêm một tầng cánh ở ngoài nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần cuốn và đại phía dưới. Các bạn lấy một phần đất màu xanh, sau đó mình sẽ cán mỏng ra, có thể cán ở mức số 2. Sau đó mình sẽ cắt một ít đất giống như vậy. Quấn cái phần ngọc xuống phía dưới, quấn cho nó đều. Sau đó mình sẽ vê cho cái phần này nó mịn mập. Sau đó các bạn dùng cái khuôn đài hầm này. Các bạn cũng có thể sử dụng cái khuôn đài trong xếp hầm để mình làm cái đài cẩm chướng nha. Hoặc nếu mà bạn nào không có cái khuôn đài thì mình sẽ cắt bằng tay. Các bạn cắt theo hình tam giác giống như hơi cong một chút xíu và mình sẽ cũng có được cái đài giống như vậy. Như cái hoa nhỏ, hoa lớn thì mình cũng cắt một ít đất. Sau đó dán đều như vậy.
Sau đó mình cũng dán cái phần đầu ở dưới. Các bạn cố gắng cái phần thân ở phía dưới này, các bạn dùng cây làm mềm mình vuốt cho nó mịn. Cho nó mịn, nó láng và nó không còn cái mối nối giống như vậy là được. Tiếp theo các bạn lấy một ít đất màu xanh cùng màu với lại cái phần cuốn ở phía dưới này, bạn vê thành hình giọt nước ngắn vậy thôi. Sau đó mình đặt lên cái bao cản, mình ép dẹp nó xuống. Rồi các bạn sẽ dán cái phần cuốn này xuống phía dưới. Tiếp theo mình dán cho nó hơi thấp xuống một xíu. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy một ít đất mình xe cái phần thân. Các bạn nên sử dụng đất ướt dẻo nhiều. Nếu mà đất mà quá khô thì các bạn nên cho một ít kem làm mềm để mình làm mềm đất ra, để mình dễ xe cái thân hơn. Chúng ta xe xong cái thân thì chúng ta sẽ được cái thân giống như vậy. Và các bạn nếu mà muốn láng mịn thì mình lấy một ít kem làm mềm vuốt vào nó xuống. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm luôn cái phần lá. Còn lá thì mình cũng sẽ cán một ít đất ra, sau đó các bạn dùng cái dụng cụ này mình cắt cái lá. Tùy theo, nếu mà theo thứ tự từ trên xuống, tại vì cảnh chướng là cái lá nó mọc từ những lá nhỏ đến những lá dài, thon dài ra, nên các bạn sẽ cắt theo thứ tự là những cái lá ngắn nhỏ đến những cái lá dài. Sau khi mình cắt lá và mình lấy cái phần đất dư ra thì các bạn mở bao cán ra để phơi cho nó ráo một tí.
rồi mình ráp trực tiếp vào cái thân mà mình đã xe luôn. Sau khi mà dán xong rồi mình cũng dùng kem làm mềm mình biết cho nó liền vào cái thân. Tương tự thì càng xuống phía dưới thì cái lá của mình sẽ dài hơn, thì các bạn sẽ lấy cái phần lá mà mình cắt dài hơn. Sau đó các bạn phơi thì mình để bẻ cây cảnh xuống, để phơi như thế này luôn. Nếu các bạn thích thì mình cũng có thể ghép những cái hoa nhỏ thành cành, một hoa hoặc là hai hoa tùy theo ý thích của mình. Tương tự vậy là bài học của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công. Các bạn nếu mà trong quá trình học mà có vấn đề gì thắc mắc thì cứ liên hệ Đất Sét Nhật Thái để được cô giáo hướng dẫn thêm.